Hello các bạn, chiều hôm nay ông xã mình ra tay sẽ làm một cái con cá chiên xù nha các bạn. Thì bây giờ ông xã mình sẽ vào bếp, các bạn cùng mình vào xem ông xã mình chiên xù con cá này như thế nào nha. Thì cá mình đã làm sạch, anh lấy anh làm đi. Em sẽ quay cho anh, hôm nay anh là làm đầu bếp. Còn cái này nè các bạn, bún nha các bạn. Bún, bún gì anh? Bún tàu hả? Cái này là bún tàu các bạn. Thì ông xã mình chới dầu nóng lên, sau đó bỏ nó vô thì nó tự động phồng lên. Thì cái đoạn này mình thấy nó không có khó cho nên mình không có quay cho các bạn xem nha. Còn bây giờ trứng, mình đổ trứng ra, mình đánh tan trứng ra, sau đó mình thấm vô cái con cá này. Vào chiều hôm nay cái này lần đầu tiên mình ăn các bạn ơi. Lấy ông xã mình bao nhiêu năm nay, bữa nay ông xã mình mới cho mình ăn cái con cá này, cái kiểu này luôn. Lỡ ăn ngon á rồi đồ ông sẽ làm nữa, ông sẽ có làm không ông sẽ chừng đó nói em ơi cá hết rồi em ơi. Ăn quá ăn cá hết rồi. Còn đây nha các bạn, đây là ông xã mình đỡ bột năng đây, cá cá đây em, cá đây em, cá đây. Còn cái này là mình phải trụng qua cái bột năng, tức là cá các bạn làm sạch, sau đó bỏ một lớp trứng lên, rồi sau đó lấy bột năng mình lăn nó, lăn qua lăn lại cho nó dính cái bột năng này nha các bạn. Thấm cá bằng bột chiên cho nó tán nó giòn. Cá không thấy mà thấy tay anh không à? Dạ đúng rồi, cá không thấy mà thấy tay anh không à. Wow, con cá này các bạn xem. Đó, lăn bột ra là cái con cá nó như thế này. Đó, dỗ em nó cho nó bự ra. Giờ bỏ vô nha các bạn nha. Cẩn thận anh Forzit. Đó, dầu nóng các bạn cẩn thận nha các bạn. Đó là con cá đó. Con cá cái chảo nhỏ quá, làm sao anh chiên cho nó chín anh? Chín hết rồi, con cá nó to quá mà cái chảo thì bình thường nó cũng to các bạn. Nhưng mà con cá nó to hơn cái chảo. Bây giờ nó to hơn cái chảo. Nhà mình thì chỉ có bốn người thì ăn cái chảo này là cũng đã quá to rồi. Cho nên không có mua cái chảo bự hơn nữa. Các bạn thông cảm nha. Đó, bây giờ mình múc mình rứa lên. Đây các bạn, còn ở bên này mình đang làm nước sốt nha, mình chớ một chút dầu ăn vô, rồi tỏi băm vô, rồi hồi sinh vô nha các bạn. Đó, mình làm nước sốt đỡ chi, đỡ khi cá này mình chiên xù nó chín rồi đó. Thì bắt đầu mình bỏ ra dĩa, rồi mình đổ nước sốt này lên, các bạn coi con cá nè. Đó, nhìn thấy con cá đang vàng, đang bơi lội ở trong dầu ăn đó các bạn. Mình chớ thêm tí xíu nước vô nha các bạn nha. Nhưng mà nước á, mình lấy nước từ nước xương, mình hầm xương á, mình nấu canh đồ các bạn. Rồi mình đỡ lại chút xíu nước cho nó ngọt á, mình chớ vô trong cái nước sốt này cho nó ngọt. Còn nếu các bạn không có cái, mình không có hầm sẵn xương cho nó ngọt đó, thì các bạn có thể lấy nước lạnh các bạn đổ vô một tí xíu làm nước sốt nha các bạn. Rồi xong rồi anh. Rồi. Đây, cá để các bạn, cá đã chiên vàng rồi nè các bạn. Không? Thấy đã ghê chưa? Bây giờ mình lấy ra ngồi dĩa nha, ông xã mình đã trang trí sẵn rồi nè. Hôm nay anh giỏi quá ha. Wow. Vẫn cáo nữa chứ. Đó các bạn xem. Trời ơi con cá gì mà giòn cong vòng ngon dữ dằn vậy. Ăn đi ăn mơ ly luôn các bạn ơi. Ăn quên lối về luôn á.
Ông xã mình đã nấu một bữa ăn chiều đã xong và mình thấy rất là ngon luôn các bạn. Mình mới vừa chọc ông xã mình biểu lên ăn cùng luôn, nhưng ông xã mình nói không 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 ăn, chưa thấy đói thì một mình ăn. Thì các bạn biết không, mình chọc ông xã mình nói nhờ mình làm YouTube, và ông xã mình có công ăn việc làm ổn định, luôn luôn bận rộn. Wow, con cá các bạn xem nè, con cá mình dở không nổi luôn đó. Wow, kinh khủng con cá ơi các bạn. Ôi dồi, mình dở lên là mình quẹo cái tay nặng quá chừng luôn các bạn. Thì cá thì mình ăn với cơm mình bỏ đây. Ok, mời các bạn ăn cơm cùng với mình nha. Chiều hôm nay ăn mình buồn quá các bạn ơi. Các bạn ăn cho vui. Mình chấm với nước mắm keo chua ngọt và nước sốt nữa các bạn, đem nước sốt nữa. Nước sốt hồi nãy ông xã mình làm ít rứa ở trên cá đó, mình có quay các bạn xem á, còn ít mình đỡ này. Mình thì thích ăn cái đuôi và cái đầu, mình ít có thích ăn cái mình lắm các bạn. Tại vì cái mình nó thịt không mà mình không có thích, mình thích ăn cái gì xương xương các bạn. Cá giòn. Chấm mắm chua ngọt. Ăn miếng cơm. Cái này là lần đầu tiên ông xã mình làm cho mình ăn á các bạn. Không phải là lần đầu tiên làm mà mình nói lộn. Lần đầu tiên ông xã mình làm con cá như vậy cho mình ăn. Vậy là mình phải cảm ơn các bạn mới được. Tại vì nhờ các bạn ủng hộ cho kênh của mình á, cho nên ông xã của mình cũng cố gắng ủng hộ mình làm những món ăn đơn giản nhưng mà ngon các bạn. Hay mình chấm nước sốt rồi nãy thử ông xã mình làm. Nước sốt hồi nãy làm tốt rồi các bạn. Chưa. Ăn nó ngọt ngọt. Như mùi lạ lạ nhưng mà nó không ngon các bạn. Rồi nó nấm chua ngọt là hồi giờ mình ăn rồi. Nó đậm đà. Nó mặn mà. Cái đã đời luôn các bạn ơi. Thịt khóm à. Này mời các bạn miếng thịt này. Này thịt quá chừng. Nói ra chuyện ăn xương. Mình cởi cho các bạn nghe cái chuyện mà mình thích ăn xương. Cá rau thơm nữa. Cái dưới này nè các bạn. Mình lấy cho các bạn xem nha. Cái này ông xã mình á. Cái này là bún tàu á các bạn, bún khô đó. Bỏ vô trong dầu đằng nó xuống nó tự nhiên nó phồng lên. Giòn béo. Nói nãy mình nói chuyện xương xương để mình cỡ các bạn nghe. Mình thì thích ăn xương. Đây là mình cỡ chuyện có 100% có thật luôn các bạn. Mình thật là thích ăn xương. Cái khi mà ăn á các bạn, mình lại dành hai cái chân trước, mình lấy hai cái chân, mình ngồi mình gặm. Mà trong lúc đó đó có một cái anh bạn ở hàng xóm tới chơi nữa, nhà mình mời anh đó cũng ngồi ăn chung cho vui. Thì lúc ăn á thì mình là người xung phong lấy hai cái chân trước ăn,
hai cái chân ăn. Thì khi mình ăn ngồi mình gặm hai cái chân, mình ăn xong hai cái chân gà các bạn, ăn xong rồi quay lại để ăn thịt gà với lạp thường. Tuần qua ông ra thịt, cái anh bạn hàng xóm á, anh mới hỏi ủa tìm cái gì vậy mà nói tìm thịt gà, mà gà thịt gà hết rồi hả? Thì anh bạn đó mới chửi mình, nói mình là ngu. Nói vậy, nó ngu. Cái chân á thì không có ai muốn ăn hết đó, mà mình muốn ăn thì mình lấy mình bỏ đó, mình bỏ ra gì ở đó, mình ăn thịt trước đi, ăn ớn đi, rồi sau đó đó là mới không muốn ăn thịt nữa, là lúc đó gặm chân. Chứ cái chân đâu có ai thích gặm đâu. Cho nên lần sau ăn rút kinh nghiệm. Cái anh đó anh nói vậy mình nổi thất cười. Mình nói cười mà mình không nghĩ ra các bạn. Mình không nghĩ. Nhưng mà đó cũng là một cái câu chuyện mà mình thấy nó cũng thú vị. Giờ mình ăn cái đầu cá các bạn. Wow. Cái màng cá mà nó giòn. Đúng ý của mình rồi. Cái cá chiên xù này ăn trông ngon. Cuốn bánh tráng là tuyệt vời hơn các bạn. Nhưng mà hôm nay mình không thích cuốn bánh tráng. Mình thích tối á. Thường buổi chiều mình ăn cơm, đó cái bụng nó chắc hơn, mình ăn quen rồi. Tối ngủ cái bụng nó không có bị đói. Còn mà chiều tối mà mình ăn bánh tráng á các bạn, cái bánh nó nở ra, cái bánh nó nở ra là mình khó ngủ, giống như kiểu thất ấp đó các bạn. Ngon quá. Wow. Mấy các bạn có thích ăn đầu không? Mình là rất thích ăn đầu. Đầu đuôi chân, cái gì mà có chân có đầu đuôi là mình thích đó. Ngon các bạn. Giòn. Giòn giòn béo béo ngọt. Tối rồi. Mùa đông trời tối nhanh lắm các bạn ơi. Nó có 4-5 giờ đã thấy trời tối rồi. Các bạn biết không, cái này cũng mắc cá này mắc. Mình cũng muốn ăn nhưng tại sao mình bỏ lại, các bạn biết tại sao không? Mình đã dành cho con gái mình. Con gái lớn mình thích ăn mắt cá đó. Mà bữa nay chiên có một con cá bự này thì chỉ có hai con mắt thôi. Bình thường những cái con cá nhỏ mình kho được các bạn. Con gái lớn mình ăn cá hết rồi, ăn cái mắt cá hết. Bữa nay chiên có một con, tại vì nó bự quá mình chiên nhiều ăn hết. Mà một con cá chỉ có hai con mắt à. Nhường cho con gái. Nếu không mình mà ăn đó, một tí nữa con gái mình ăn nó là hỏi mama hai con mắt cá của con đâu rồi. Này giòn quá. Cái này giống bánh phồng tôm các bạn. Mình ăn mấy cái này mà ăn ít lắm các bạn ạ.
ăn miếng gừng, miếng gừng các bạn, cho nó ấm bụng. Cái này ngon quá, bữa sau lâu lâu là bị ông xã làm rồi ăn. Bị ông xã mình làm. Các bạn nào thấy thích đó, các bạn làm ăn nhanh, làm ăn rất là ngon. Các bạn nào cũng thích cái video của mình thì các bạn vui lòng đăng ký cho mình xin một like nha các bạn. Đăng ký nhớ bấm chuông để khi mình đăng những cái clip mới đó, các bạn có thể xem. Tại vì mỗi lần ai mà bấm chuông á, đăng ký mà bấm chuông á, thì khi mình đăng, mình tải lên, mình đăng cái video mình lên á, thì cái đó tự động báo cho các bạn biết để các bạn xem. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhiều nhiều, mạnh mạnh vô nha các bạn, để làm cho cái động lực cho mình làm nhiều nhiều cái video hay hơn, tốt hơn. Các bạn nếu các bạn có thích mình làm cái video gì, cái gì đó ở bên đất này nè, rồi các bạn comment cho mình để mình biết á, mình coi thử cái khả năng mình làm cái được không, nếu được thì mình làm, còn không được mình cũng sẽ nhắn tin, mình sẽ comment trả lời cho các bạn biết nha. Những cái comment của các bạn á, những cái comment của các bạn á là giúp cho mình rất là nhiều, nhiều ý tưởng hay. Những cái comment của các bạn, những cái thời gian các bạn coi thì sẽ làm một cái động lực rất rất là lớn để cho mình tiếp tục làm và phát triển kênh mạnh hơn. Ủa nào các bạn. Ok các bạn, mình xin dừng clip tại đây và chúc cho các bạn một buổi chiều có một bữa ăn thật là ngon, đầm ấm bên gia đình, bên bạn bè, người thân, và thật là nhiều hạnh phúc. Ok, bye bye các bạn.